đầu kéo đang di chuyển cây qua cống rồi. Các bạn thấy đầu kéo thứ hai chúng ta di chuyển cây gỗ qua cống mặn các bạn. Đây là giai đoạn khó khăn nhất. Các bạn khúc cây rất là lớn các bạn, cái đầu cây không. Quá nguy hiểm các bạn. Kéo đang kéo cây ra ngoài cổng các bạn. Các bạn thấy đang di chuyển cây qua đó. Đầu kéo màu đỏ chúng ta đang quay đầu các bạn. Cây rất là lớn. Đây là giai đoạn khó khăn nhất của đợt kéo chuyển cây qua các bạn ơi. Đầu kéo tiếp tục di chuyển cây ra ngoài cổng các bạn.